Cho tôi gặp bác sĩ Hùng. Hôm nay bác sĩ Hùng bận không tiếp khách, chị Tông Cảm hẹn ngày khác để tôi trao đổi lại với ảnh. Bận gì thì ông cũng không thể không tiếp tôi. Chị gọi điện, hai bà nói thẳng cho ông biết là có tôi ở đây. Giám đốc dặn sao, tôi thực hiện đúng như vậy, chị thông cảm nha. Tôi hiểu giám đốc hơn chị. Chị. Anh đã dặn em đừng đến đây rồi kia mà. Anh đuổi ngay con thư ký ngoài kia đi cho em nhờ. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, mong gặp anh. Anh cứ cố ý tránh mặt em là sao? Định bỏ của chạy lấy người chắc. Sao em nỡ nói như vậy? Nếu chỉ có ba người, anh, em và cô ta, thì quá đơn giản. Em biết cô ta biết rất rõ quá trình lên giám đốc của anh. Và hiện nay, bệnh viện đã gặp nhiều khó khăn nảy ra từ những thay đổi về cơ chế. Nếu không tính kỹ từ đường đi nước bước, từ chuyện riêng, sắp tiệm luôn cả sự nghiệp. Trong bệnh viện, bao nhiêu kẻ thù, chỉ trực rình anh có vết là nhau nhau xông vào đánh hội đồng. Vậy anh có biết em ra sao không? Anh có nghĩ đến em một giây nào không? Bên nhà em ra sao? Đến lúc đụng vào chuyện, một mất một còn. Lão Mộc cũng đểu giả và xảo quyệt, chứ không ngu ngơ như anh thấy đâu. Lão nói xấu tàn bạo về em, cho con Vi và thằng Tú nghe. Hai đứa lồng lộn lên, chửi mẹ. Chúng nói, nếu theo bác Hùng, má phải ra đi, chứ hai bàn tay trắng. Lão Mộc cũng nói vậy. Em nói sao? Thoạt nghe, em cũng điên. Tài sản của nhà, không có em tháo vát ngược xuôi hàng chục năm, thì làm gì có được như ngày hôm nay? Vậy mà, ba cho con nhẫn tâm cướp trắng. Nhưng không sao, đó là phản xạ tự nhiên từ máu mình thôi. Chứ sau đó, em ok liền. Em bất ngờ nhất, thì hai đứa con được em thương yêu như thế mà quyết định theo ba. Chứ chuyện tài sản do tính trước nên em đã kịp đầu tư lén vào những chỗ khác rồi. Trong đó có nhà hàng Phù Hoa nữa. Cả hai đứa cùng không theo mẹ à? Không hề gì. Lão Mộc cũng gần đất xa trời, trời phù hộ cho sống 10 năm nữa. Không cần bắt, chúng cũng phải về với em. Còn về chuyện tài sản, người làm ra của, chứ của đâu có làm ra người. Nhưng em ok rồi, mới như cháy lốc luôn. Khi chợt nghĩ, không biết anh như thế nào. Anh nhát gan quá, coi chiếc ghế giám đốc hơn tiếng gọi của tình yêu. Em có nước chui xuống đất. Về tình yêu, em chớ nghi ngờ anh. Có điều, phải tính toán để đi nước nào ít hao quân sĩ nhất. Để được tự do, chắc chắn anh sẽ phải trả giá đắt với con cáo ở nhà. Chắc chắn như thế. Dám yêu, dám chịu. Em còn dám tung hê bỏ hết để theo anh. Lẽ nào anh không dám? Em là dân, được tự do 100%. Còn anh là cán bộ nhà nước, đừng bắt anh phải hành động giống em. Nếu anh không còn là bác sĩ, giám đốc bệnh viện, em có hình dung anh ra thế nào không? Em có còn yêu anh không? Anh lại nôn nóng nữa rồi. Chưa lấy nhau mà em đã nhận cái cọng số 8 đối với anh rồi. Làm sao anh không nóng nảy được? Em về đi, về ngay đi. Lúc này anh không muốn thêm nửa câu về chuyện rắc rối này. Nếu em không về thì sao? Em không về thì cứ đứng đó. Dạ thưa, anh có hẹn tiếp đài truyền hình thành phố vào sáng mai. Họ vừa điện báo anh chuẩn bị trước nội dung trả lời cho cuộc phỏng vấn. Cô gọi điện nói xin lỗi, tôi đang có việc bận đột xuất. Khất họ khi khác. Và lúc này tôi không muốn tiếp bất cứ ai hết. Dạ. Thưa giám đốc, giám đốc muốn đi đâu ạ? Muốn đi đâu thì đi. Càng xa thành phố càng tốt.
anh vào nhà một chút không? Muộn rồi, để hôm khác. Anh khuyên em không nên dính vào chuyện nhà bác sĩ Thanh. Vì sao? Chuyện riêng nhà người ta, mình người ngoài không biết nội tình, dính vào rắc rối lắm. Đã bao lần em nói quan điểm sống của em rồi, sao anh vẫn không hiểu em? Anh xin lỗi. Các con chưa đi ngủ à? Má ơi, lúc ăn cơm, anh bé mắng con là con mèo lười đó má. Tại em tí nị ăn có một chén cơm, em nói không có má ở nhà, chỉ ăn vậy thôi. Nhưng em không phải là con mèo lười. Cuối cùng con ăn mấy chén? Ảnh bắt con ăn hết 2 chén. Vậy thì đúng, con không phải là mèo lười rồi. Từ nay em ăn hết 2 chén, anh bé không được gọi em là mèo lười nữa, biết không? Dạ. Từ nay anh sẽ gọi em là mèo chăm. À, vậy thì anh bé là con mèo đáng ghét. Má à, lúc má đi vắng, cô Vân gọi điện cho má 1 lần, bác Thanh gọi điện cho má 2 lần. Cảm ơn con. Alo, chú Anh hả? Sao, cựu chủ nhiệm khoa có tiến bộ gì mới không? Anh đã xin lỗi rồi, còn muốn gì hơn nữa? Đích của chúng ta là lôi ổng trở lại bệnh viện kia mà. Nè, em và anh Tạo đang có kế hoạch thú vị lắm. Đừng biến chuyện nghiêm túc thành trò đùa nữa. Sao hồi này lúc nào cũng 1 điều anh Tạo, 2 điều anh Tạo vậy? Chị này, chị nói vậy em giận đó. Lát nữa em sẽ nói chuyện về bác sĩ Thanh đàng hoàng. Stop. Alo. Chào bác, cháu là Quanh đây. Bác làm ơn cho cháu gặp anh Thanh. Cháu đi công chuyện về, nghe tí Niền nói ảnh có gọi điện cho cháu. Có thể là như vậy, nhưng anh ấy không có ở nhà. Bác có biết ảnh đi đâu không? Tôi hỏi anh ấy đi đâu nhưng không nói gì. Mấy hôm nay độ khoảng 9 giờ anh ấy mặc quần áo ra khỏi nhà, khuya mới về, lại vào phòng đóng cửa, không nói một câu nào. Tôi không biết đằng nào mà lần. Anh có đi uống rượu không bác? Không thấy có mùi rượu. Cháu cảm ơn bác, để hôm khác cháu gọi lại cho ảnh. Ở qua đêm với khách bôi nhiều sao em không ở? Chị đối em giữ được 1 tháng. Mỗi người có một cách sống, đừng khích tôi. Kim à, ở trển mấy anh vừa gọi ra, tha thiết mời em quay lại. Mấy anh sẵn sàng bo hậu cho em. Chị thông cảm, tới giờ em phải về. Ai cũng như em thì nhà hàng này hết khách à. Chị đọc lại hợp đồng đi. Nếu em vi phạm hợp đồng, chị hãy nói bằng giọng đó. Để xem mày còn kiêu ngạo được bao nhiêu lâu. Chờ có lâu không? Có chuyện gì không em? Ngày nào cũng hỏi như vậy, thành điên đó. Thả em vô ăn hùm, anh không lo sao được. Từ nay, nếu anh còn hỏi vậy, em không cần anh đón nữa. Không phải tất cả đàn ông vào đó đều là loại tha hóa, và không phải tất cả con gái vào đó đều là gái mẹ dâm. Thôi, anh xin lỗi. Lên xem. Hàng đêm chờ đón em ở cửa nhà hàng, anh thấy không người đi đường nào nhìn các cô gái ở trong đó bước ra với con mắt tử tế cả. Không tranh luận nữa, ngay từ đầu em đã nói với anh, muốn kiếm tiền phải chấp nhận hy sinh.
Mới chỉ méo đi chút ít trong ánh mắt người đời, đã là nghĩa lý gì? Anh rất tin em, nhưng anh lo sợ hoàn cảnh khôn lường. Hiểu lòng anh cưng rồi. Ráng làm ở đây một thời gian, khi tìm được việc khác an toàn hơn, em sẽ bỏ. Chịu chưa? Ba, hẹn mai nghe. Ngủ ngon nha. Kim, cô Kim đâu? Ra đây biểu coi. Mày có nghe nói không? Ra đây. Nó vừa đi học về. Có chuyện gì vậy? Má kêu nó ra đây ngay. Má nói nó đi học hả? Con Kim đâu? Ra đây ngay. Dạ thưa ba. Mang cả cái túi đều ra đây. Mang ra đây. Nói cho thật, con vừa đi đâu về? Thưa ba, con đi học anh Văn. Mày, mày cút ngay khỏi nhà. Tao không bao giờ có đứa con như mày nữa. Con làm sao vậy? Nó có lỗi gì? Con phải nói, phải dạy. Chính má đã nói giáo cho giặc. Má biết thừa nó đi đâu, nhưng bờ vĩnh lo xa để đánh lạc hướng cho nó. Chỉ cần nghe má thở ngắn than dài là tôi đã nghi rồi. Nửa giờ nữa, tao mở cửa mà còn thấy mặt mày, đừng có trách tao. Nhưng kỳ thực nó đi đâu, tôi không hiểu gì hết. Má mở cái túi này ra, coi có gì thì biết nó đi đâu. Thôi, tôi xin ba tha giùm con đi nội. Nhưng con đã làm gì? Nội ơi, nội xin ba tha tội giùm con đi. Trời ơi, thật ra con đi đâu? Nội xin ba giùm con đi, con chưa làm gì xấu đâu nội ơi. Sao con dại dột vậy con ơi? Đã làm sao rồi hả con? Nhà mình đâu phải loại nhà để con làm việc ngu dại như vậy hả con? Nội ơi, nội nói ba giùm con đi nội. Nội xin ba đừng đuổi con đi nha nội. Nội xin ba tha tội giùm con đi. Nội biết nói với ba con như thế nào bây giờ? Chính nội cũng mang tiếng là biết mà giấu chỉ vì tin ở con. Đừng có nói của anh giùm con đi. Ba con chỉ để một mình con thôi. Tôi đây cô Oanh, phiền cô sang nhà tôi có chút việc được không? Chuyện gì vậy Kim? Cô thử nghĩ coi, lương ba con bao nhiêu cô biết rồi. Cô có tin được nhà bác sĩ như nhà con
mà từ ngày má con không có ở nhà, sáng ra ba người ăn ba tô mì ăn liền không? Ở trường con bao nhiêu khoản phải đóng nộp, hồi trước còn có cậu Tường lo, sau này có công ty của ông Hán thì má cháu lo, bây giờ ăn không đủ, làm sao cháu dám mở miệng xin ba chứ? Con có thể xin má chứ? Con thể không bao giờ xin má. Cậy có đồng tiền, má sẽ ép với mọi người trong nhà. Nghi ngờ chèn ép cô cậu Tường, bị chuyện để bỏ dạy học, công khai chống lại ba con, xúc phạm rất nhiều chuyện đối với con. Con nói với má con như vậy là không được rồi. Nó còn bên bãi nữa hả? Con đừng có nóng vội như vậy. Bà cứ bình tĩnh, để Kim nó nói hết đã. Con ở trường cứ như con hề trước mặt bạn bè, lúc cực đi học bằng xe đạp cà tàng, bạn bè rủ đi uống ly rau má, ly chè, thèm muốn chết cũng không dám đi, vì sợ không có tiền bao lại. Lúc xưa đi học bằng xe Honda, quần áo gì nhép đồ hiệu, bao nhiêu đứa ganh tị. Vậy mà có một cái, một số danh tiếng cũng không có. Cứ cho con quyết liệt kiếm ra tiền là đúng, nghỉ học là đúng, thì không ai chấp nhận việc con làm tiếp viên nhà hàng, nhất là cái nhà hàng Phù Hoa đầy tai tiếng đó. Sao cô biết con làm ở đó? Có người đã thấy con ở đó rồi lo lắng báo cho cô, và nhờ cô tìm cách ngăn cản. Con biết là ai rồi, người đó cũng chẳng tử tế gì đâu. Đó là chuyện của người ta, còn cô, sau khi biết chuyện, cô nghĩ rằng chuyện của con người lớn trong nhà cần phải biết. Và trong lúc này má con sẽ nhìn nhận sự việc bình tĩnh hơn ba con. Con chọn nhà hàng không ngoài nguyên nhân ở đó thu nhập cao hơn các việc làm khác. Nhưng con à, sao con có thể nói về đồng tiền ở nơi ấy ráo quảnh được như vậy? Không phải ở đó, là nơi ai bước vô cũng trở thành hư đốn cả đâu nội. Con rất cảm ơn cô, nhưng xin cô đừng lo cho con nữa. Nếu thương con, xin cô hãy nói giúp với ba con. Con không muốn bỏ nội và ba lúc này chút nào. Được rồi, để cô nói chuyện với ba. Anh Thanh à, em có chuyện muốn nói với anh. Anh Thanh. Nếu con Kiên còn ở nhà này, đừng có ai nói chuyện với tôi. Cô cũng cần phải hiểu rõ để đừng can thiệp vào chuyện nhà tôi. Anh Thanh. Ba con đang giận. Con cứ vô phòng con ngủ, rồi mai tính, ba con không biết đâu. Không nên vậy đâu bác à, ảnh đang nóng, khác nào lửa đổ thêm dầu. Khuya rồi, vô phòng thay đồ, sang nhà cô ngủ. Đi. Cô nói vậy, có nghe rõ không? Vậy mới biết ngày xưa các cụ nói yên bình chưa chắc là bền vững, không sai chút nào. Tôi là mẹ, là nội, mà cứ như người thừa trong nhà. Cái tính tự ái to bằng cái đình của nó, giống hệt anh Thanh, nên phải hết sức khéo léo và mềm với nó bác ạ. À, đây là toàn bộ số tiền đi làm của con. Con tính khi nào có nhiều tiền, con sẽ nghỉ làm, đưa cho nội, để nội chi ăn uống trong nhà, cho nội và ba bớt cực. Bây giờ chuyện lộ rồi, nội cầm giùm con. Con làm trò gì vậy? Bộ con tính để ba con đuổi nội đi luôn hả? Ba cứ nhận đi cho cháu nó vui. Có khi qua chuyện này, anh Thanh càng hiểu lòng cháu Kim hơn.
sang nhà cô để đợi còn ngủ nữa. Tôi cũng đoán không đời nào họ rời nhau. Họ đang dương cao ngọn cờ tình yêu đích thực mà. Tôi và Hoa quá chênh lệch tuổi tác và tính cách. Bị cô ấy phản bội, tôi rất đau ở khía cạnh gia đình tan vỡ là chính. Chứ cá nhân tôi và cô ấy, bi kịch này xảy ra cũng là sự giải phóng cho nhau. Chỉ năm 7 năm nữa, khi tôi là một lão già phế thải, chuyện mới xảy ra, tình hình còn xấu hơn. Tôi chỉ thương và lo cho bác sĩ Hùng. Không ai hiểu cô Hoa bằng tôi. Đó là người đàn bà đầu óc, rất là tinh khôn, nhưng có trái tim quan dại. Bác sĩ Hùng không phải loại người như vậy, không biết có bền không. Ông chồng tôi không phải là loại người như thế, nhưng luôn sẵn có mong ước như vậy, nên khi gặp cô Hoa lại gặp niềm mơ ước của mình. Anh đừng mất công lo cho họ. Tôi cũng đau đớn không kém gì anh. Thời sinh viên, khi từ dưới tỉnh lên học, chỉ có hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen. Anh ta lăn xả vào tôi. Tôi nhận ra anh ta yêu thế lực gia đình tôi là chính. Nhưng vì trót yêu rồi, tôi không đủ bản lãnh chia tay. Tôi sẽ chúc anh ta hạnh phúc, nhưng tôi cũng chọn cách giải quyết giống như cha con anh. Anh có xỉn quá không? Không sao. Hay để em vào cùng anh? Đừng có đánh giá anh quá thấp như thế. Chính thức đến thế rồi kìa. Vào nhà chơi luôn đi cô Hoa. Lâu quá em không gặp chị. Chị... Em về đi. Đi đi. Em đi ngay. Đã nói đi là đi. Có nghe rõ không? Anh Hùng không cho em vào chào chị, chứ không phải em thất lễ. Chúc chị ngủ ngon. Anh còn định chối quanh nữa không? Cô cứ ngửa hết bài ra. Tôi và cô Hoa yêu nhau bằng tình yêu đích thực. Chúng tôi thực sự thông cảm và hòa đồng. Trong khi cô cũng biết, từ lâu chúng ta không còn hòa hợp. Mặc dù cả hai cùng cố gắng gượng khắc phục, nhưng càng gắng gượng càng thấy vô ích. Anh không cần phải dài dòng nữa. Tôi có đủ cả bình tĩnh và sáng suốt để hiểu và giải quyết sự việc. Anh nói thẳng ra đi. Điều kiện nào để chúng ta chia tay? Theo đúng luật pháp mà giải quyết. Tài sản chia đôi. Còn thằng Hưng, người nào nuôi, người kia phải chu cấp một nửa. Nguyên tắc như vậy, nhưng tôi có thể nhân nhượng nếu cô có lời yêu cầu. Tôi không cần tài sản, nhưng tôi không thể để anh phản bội mà không phải trả giá. Anh vừa nói đã tìm được tình yêu đích thực. Đó là thứ vô giá. Nhưng sao lại kém hơn cô Hoa trong việc tính toán tài sản khi ra đi chứ? Chuyện đó cô cũng biết rồi. Chính anh đã dạy cho tôi bài học. Khi đối đầu, nhất định phải biết thật rõ chân tơ kẻ tốt đối phương như thế nào. Chỉ có một trong hai cách thôi. Hoặc không có ly hôn gì hết, hoặc anh ra đi, bỏ lại tất cả. Khi hai người sống với nhau, cô Hoa sẽ là con gà đẻ trứng vàng. Còn anh, đường đường một giám đốc bệnh viện, rồi cũng sẽ mở phòng mạch tôi chứ, sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
những tài sản anh bỏ lại cho tôi và thằng Hưng có đáng bao nhiêu so với việc anh vừa giàu có vừa hạnh phúc. Ngôi nhà này tiền nợ quá giá đến 10 năm mới trả hết mà. Thôi được, tôi chấp nhận với điều kiện. Anh nói đi. Cô phải biết giấy cam đoan im lặng hoàn toàn trước những việc cô đã biết về tôi từ trước đến nay. Anh làm giấy đi, tôi ký ngay. An tâm, khi ra khỏi nhà tôi sẽ quên anh ngay lập tức.